để các bạn có thể đăng xuất cái tài khoản google của các bạn ra khỏi cái điện thoại iphone của các bạn thì nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi thì các bạn sẽ thực hiện theo cái video này mình hướng dẫn nha thì đây các bạn sẽ vào cái ứng dụng gmail hoặc là google ở trên cái thiết bị điện thoại của các bạn sau đó các bạn sẽ kích cho mình vào hình ảnh đại diện bên góc tay phải đây các bạn nhìn thấy chưa hình ảnh mà các bạn đã đăng nhập cái tài khoản của các bạn các bạn kích vào đó, khi các bạn vào thì các bạn sẽ thấy hiển thị ra rất nhiều cái tài khoản Google của các bạn mà các bạn đã từng đăng nhập trên cái thiết bị điện thoại này Thì để các bạn có thể xóa bất cứ cái tài khoản nào ra khỏi thiết bị của các bạn Thì các bạn sẽ kích cho mình vào cái dòng chữ đó là quản lý các cái tài khoản cái trên cái thiết bị này Các bạn dòng cuối cùng đó các bạn ấn vô đó thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái tài khoản mà các bạn có đang đăng nhập ở trên cái điện thoại của các bạn thì bây giờ các bạn muốn xóa hoặc là các bạn muốn đăng xuất bất cứ cái tài khoản nào ra khỏi cái thiết bị của các bạn thì các bạn sẽ kích vào cái phần xóa khỏi thiết bị này đây ví dụ mình muốn xóa một cái tài khoản ra khỏi điện thoại của mình mình sẽ ấn vào xóa khỏi thiết bị này các bạn kích vào khi các bạn kích vào thì Google nó sẽ thông báo này các bạn muốn xóa cái tài khoản này không sau khi các bạn xóa cái tài khoản này thì bất cứ cái dữ liệu nào được lưu trên cái tài khoản nó ở trong cái ứng dụng Google sẽ bị xóa ra khỏi cái thiết bị này nha thì các bạn đồng ý thì các bạn sẽ ấn vào là xóa cho mình đó thì nó thông báo là xóa tài khoản đó thì các bạn nhìn thấy chưa nó thông báo cái tài khoản mà các bạn vừa xóa đã được xóa thành công nha khi các bạn kích vào xóa đó thì nó xóa thành công rồi các bạn vào kiểm tra lại cho mình đây các bạn thấy cái tài khoản mà mình vừa xóa nó đã uh, ra khỏi cái điện thoại của mình thành công rồi nha thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn thấy video mình hay ý nghĩa các bạn cho mình xin một like và một đăng ký nha kênh nha cảm ơn tất cả các bạn chào các bạn ạ